Xin chào các bạn đã đến với kênh vlog hoa giấy xe đét. Ngày hôm nay mình tiếp tục lên lô cây phôi hoa giấy Mỹ. Và trước tiên mình có một số cây hoa giấy ta các bạn. Hoa giấy đó ta nha anh em. Đây là cây phôi hoa giấy đó ta, cây nguyên thủy. Cây mình thuần chậu rất là nhiều năm rồi, cho nên là cái đế nó cứ ngắt luôn. Và cái bông nó đây các bạn, mặt hoa của nó nha anh em. Cái chùm hoa này nó tàn á, nó gần tàn rồi, nó rụng sơ xác rồi nè. Chứ nếu mà đương thời thì cái mặt nó sẽ tươi hơn nha anh em. Rồi cái cây phôi hoa giấy đó ta đầu tiên chiều cao của nó là 1m3. Tàn thiên nhiên anh em, cao 1m3. Và hoành của nó thì hơn 18 chút xíu, nhưng mà không được 19 thì mình tính 18. Và cái hoành cục đế thì mình không có đo. Đây mình vẫn cho anh em hạo thử cục đế cho anh em xem. Cái hoành đế của nó là được 83. Hoành đế nó 83 nha anh em. Rồi quay vòng vòng cho anh em xem. Cái cục đế thì đặc trịch luôn, nhưng mà mình xịt bình thường lỗi phân lại đang cho nó giữ ẩm cái cây các bạn. Đây hoa giấy đó ta, cây đầu tiên. Cây này mình giao lưu anh em 350 bao sống bao ship toàn quốc nha. 350 cho cây hoa giấy đỏ ta đầu tiên, cây số 1. Đây mặt hoa của nó đây. Rồi xuống cây lên cây tiếp theo luôn bạn. Rồi tiếp tục thì mình lên cây số 2, cũng là cây hoa giấy đỏ ta luôn, cũng là mặt hoa này. Cây hoa giấy đỏ ta, cây này thì hoành 17 và nó cũng cao 1m3 luôn, tàn thiên nhiên. Cái tàn này thì đường kính nó bung rộng hơn cái cây số 1 nãy nha anh em. Đây cái tàn nó đứng lên coi. Đó cái tàn nó đứng gì các bạn. Cái này đường kính tàn khá là lớn nha anh em. Cây này thì mình giao luôn anh em 300k bao ship nha, bao sống nha. Cây hoành 17 thôi, cao 1m3, cục đế cũng rất là to luôn, cục đế cũng trên 80 luôn. Đây, hoành 17. Rồi cây số 2, 300k bao sống bao ship toàn quốc. Xuống cây luôn anh em ơi. Rồi tiếp tục em lên cây số 3, cây số 3 cái hoành vị trí này là 27. Và chiều cao của nó thì 1m3 mấy, gần 1m4, khoảng 1m4 luôn các bạn. À để mình móc chiều cao lại cái chính xác. Chiều cao của nó là 1m5 luôn, hơn 1m5 chút xíu luôn. Hơn 1m5. Đặt cái mặt bông của nó luôn. Đây hoa giấy đỏ ta, cây số 3. Cây này thì nó có cái vết quay qua tua coi. Cái cây này thì nó có vết sẹo chỗ này, do cây nó quá già các bạn. Cây này mình trồng rất là lâu năm rồi, nó quá già nó có vết sẹo chút xíu bên đây nha anh em. Cây này mình giao luôn anh em 300k luôn. Vẫn 300k luôn, em bao ship toàn quốc cho anh em cái cây mã số 3 này. Cây này thì nó đang bắn lọc rồi mà. Lọc của nó đang bắn ha. Bao sống bao ship toàn quốc. Cây rất là già luôn. 300k, cây này em cũng thuần chậu nhiều năm rồi, cho nên cái bầu đế của nó vẫn ăn cứ ngắt trong đây luôn nha anh em. Cây số 3 300k bao sống bao ship toàn quốc. Anh em quan sát cầm xuống cây luôn nha anh em. Rồi xuống cây luôn các bạn. Và tiếp theo thì mình đến cây mã số 4 là một cây phôi hoa giấy Mỹ. Cây phôi hoa giấy Mỹ đầu tiên. Cây này thì nó có thông số là đây các bạn. Hoành nó được 21 và là mình đo cái vị trí này các bạn. Hoành 21 mình đo trên đây. Chứ cái khúc này nó nù đó rất là to luôn. Hoành 21 và cà già nó dáng đổ 50, cây này anh em có thể trồng đổ được các bạn. Trồng đổ nha anh em. Đây quay vòng vòng cho anh em xem luôn. Cái cây hoa giấy Mỹ, cây này số 4 nha anh em, cây số 4. Cây này mình giao luôn anh em 300k bao sống bao ship toàn quốc nha. 300k cho cây mã số 4, cây hoa giấy Mỹ dáng đỏ dáng quả dáng quái. Rồi quay tôi cho anh em xem cái xuống cây luôn. Rồi xuống cây luôn nha anh em. Rồi và tiếp theo thì em lên cái cặp số 1 đầu tiên, cặp phôi hoa giấy Mỹ cốt cao nha anh em, một cốt. Cây đầu tiên thì có thông số là hoành 28 và nó cao 1m. Hoành 28 và nó cao 1m, một rễ rất lớn nha anh em. Rồi cho con thứ hai lên luôn các bạn. Rồi và đây là con thứ hai. Con thứ hai thì hoành của nó là 22 thôi và nó cao thì hơn 1m. 100 mấy cm rồi mà cao hơn kia chút xíu. Rồi cho hai con lên luôn cho anh em dễ xem. Cũng một rễ lắc lượng luôn nha anh em. Hai con này có phông dáng khá là giống nhau các bạn. Rồi cái cặp số 1, cặp này em giao luôn anh em 360k nha anh em. 360 bao sóng bao ship toàn quốc nha. Cặp số 1 phôi hoa giấy Mỹ một rễ tông cao. Lắc qua lắc lại cho em xem cái này xuống cây luôn nè. Cái này ghép tàn dù phù hợp nha anh em. Rồi xuống cây luôn các bạn. Và tiếp theo mình đến cặp số 2 phôi hoa giấy Mỹ, hoành 21 và cao 52, tàn thiên nhiên, để lắc lượng xoắn đánh đẹp trai. Cây đầu tiên cặp số 2 nha anh em. Rồi anh em quan sát mình lên cái thứ hai luôn cho anh em dễ xem nè, lên cái thứ hai luôn các bạn. Rồi và đây là con thứ hai có thông số là hoành 20 và nó cao 50. 20 và cao 50, hai con này cũng khá là phù hợp, tông dáng của nó cũng khá là giống nhau các bạn. Rồi cho hai con lên cho anh em dễ xem luôn. Đây cái cặp số 2. Cặp số 2 phôi giấy Mỹ bonsai dáng quái. Cặp này thì mình giao lưu anh em 250 thôi, em bao sống bao ship toàn quốc nha anh em. 250 mã số 2. Một cặp em bao ship luôn, bao sống luôn, xuống cây luôn các bạn. Rồi tiếp theo mình lên cặp số 3. Cặp số 3 cây đầu tiên cái cặp số 3 này thì nó có thông số là hoành 21. Hoành 18 rồi, hoành 18 và cao 41.
18 và cao 41, cây đầu tiên nha nè, cây cũng dáng quái luôn. Rồi mình cho con thứ hai lên cho luôn cho anh em dễ xem. Ở đây là con thứ hai các bạn. Con thứ hai của hoành 18 và cao 43. Cái cặp số cặp số mấy quên rồi ta. Cặp số 3 anh em ơi, cặp số 3 nha. Rồi cho hai con lên luôn, cặp này mình cũng giao luôn anh em 250 luôn nè. Cho con kia lên luôn coi. Đó, cái cặp này cũng dáng rất là quái luôn nha anh em. 250 luôn, em bao sóng bao ship cho anh em toàn quốc nha anh em. Cặp số 3. Rồi lắc hướng kia cho anh em xem cái rồi xuống cây luôn. Rồi ok, xuống cây luôn anh em ơi. Rồi mình lên cái cặp thứ tư. Cặp thứ tư cây đầu tiên thì nó có thông số là hoành nó được 16 và nó cao thì 60 cm, 62 cm, tàn thiên nhiên và dáng chật. Cho cái con kia lên luôn cho anh em dễ xem. Đây là cây đầu tiên của cặp cây này thì nó có vết chạy nhẹ các bạn, chạy nhẹ em lâu ngày nó cũng lành này nha anh em. Rồi cho con thứ hai lên luôn. Đây là con thứ hai các bạn. Con thứ hai thì hoành được 22 và nó cao 50. Cặp này mình giao luôn anh em 220 các bạn, 101.000 cây, 2 cây 220. Cây này do nó có vết chạy cũng khá là nhỏ thôi các bạn, nhưng mà mình cũng giảm đổi cho anh em luôn nha anh em. Đây chạy cho nó xíu xíu à, nhỏ hơn tới Úc mình nữa, đang kéo sẹo luôn, đang kéo mài luôn. 220. Rồi anh em quan sát mình xuống cây luôn bạn. Cặp này cặp thứ tư nha anh em. Rồi tiếp theo mình đến cặp thứ năm thì mình đến một cái cặp giăng long. Cặp thứ năm cây đầu tiên hoành được 20. Hoành 20 và nó cao thì 40 thôi. Rồi cho con thứ hai lên luôn. Cặp này rất là quái luôn bạn, có hai con điều chi nhau luôn nha anh em. Rồi cái con thứ hai cũng một rễ xoắn lắc lượng đẹp trai. Con này thì hoành 19 và nó cao thì 46 cm. Rồi mình cho hai con lên luôn cho anh em dễ xem bạn. Rồi đây là cặp thứ năm. Cặp này mình giao lưu anh em 270k thôi, bao ship toàn quốc nha anh em, 270 thôi. Rồi ok, xuống cây luôn nha anh em. Rồi tiếp tục thì em đến cặp số 6. Cặp này cũng dáng quái luôn. Con này cũng dáng long các bạn, long đổ luôn. Con này thì nó có thông số là hoành 22 và chiều dài của nó thì 50. Cây này anh em có thể trồng đấu treo được nè. Đó. Hoặc là anh em có thể trồng bay, cái đầu nó rất là ngầu luôn các bạn. Anh em có thể trồng đổ được nha anh em. Rồi, cái con số 1. À, cây thứ nhất của cái cặp số 6. Rồi mình cho con thứ hai lên luôn bạn. Và đây là con thứ hai, con thứ hai thì một con dáng thú. Con này thì đế nó đặt cứ ngắt luôn, đánh thắt bính luôn. Cái con này hoành 18 cho cao 42 các bạn. Đây cho hai con lên luôn cho anh em dễ xem nha anh em. Cặp này mình giao luôn anh em 300k nha. 300k bao sóng bao ship toàn quốc nha. Cặp rất là quái luôn nha anh em. Rồi xuống cây luôn các bạn. Rồi tiếp theo mình đến cặp số 7, cây một rễ dáng lắc lượng. Hoành 22, cây đầu tiên, hoành 22 cao 50. Cây này thì có vết chạy chỗ này, đây, vết chạy xíu xíu thôi. Đó, nó cũng đang kéo mài giận da luôn, sắp xứ lạnh luôn. Nhưng mà có sẹo mình chỉ cho anh em thấy để anh em chấp nhận mình xài nha anh em. Có lỗi nhẹ xíu mình cũng nhắc anh em luôn. Rồi mình sẽ lên con thứ hai nè các bạn. Con thứ hai cặp số 7 nha, nó cũng dạng một rễ luôn. Một rễ lắc lượng, con này hoành 23 cho cao 66 nè. Dựng thẳng nó luôn kìa. Rồi cho hai con lên luôn cho anh em dễ xem. Cái cặp này do nó có lỗi nhẹ mình cũng tính anh em 300k bao ship luôn nha anh em. Cái rất là to luôn á, mình cũng giao luôn anh em 300k luôn. Lỗi mới tí tí thôi, nó cũng đang kéo mài rồi. Còn giận giận da thôi xíu thôi. Rồi anh em quan sát cho mình xuống cây luôn nha anh em. Xuống cây luôn các bạn. Rồi tiếp tục thì mình đến cái cặp số 8 các bạn. Cặp số 8 cái đầu tiên cũng một rễ lắc lượng luôn các bạn. Cây này thì nó có thông số là hoành nó được 17 thôi và nó cao thì 42. Rồi cho con thứ hai lên luôn. Rồi và đây là con thứ hai. Con thứ hai thì hoành 15. Hoành 15 và nó cao 50. Rồi cho hai con lên luôn cho anh em dễ xem. Cặp này mình giao luôn anh em 220k thôi nha anh em, 220 thôi, em bao sóng bao ship toàn quốc nha. Rồi xuống cây luôn các bạn. Rồi chia tay cặp số 8 220k thì chúng ta đến cặp số 9. Một hoành đầu tiên là hoành được 18. Cái đầu tiên hoành được 18 và nó cao 40. Cái này dáng đổ nè. Có thể anh em cho 2 chồng đổ thì thích nha anh em. Cái này cũng khá là quái. Một rễ lắc lượng. Rồi cho con thứ hai lên luôn. Cái con thứ hai thì cũng có phong dáng y chang luôn. Y chang con thứ nhất luôn, hoành 17 cao 42. Cũng một rễ lắc lượng u nần. Cho hai con lên luôn cho anh em dễ xem. Rồi cái cặp số 9 nha anh em. Cặp này mình giao luôn anh em 280k nha. 280 bao sóng bao ship toàn quốc luôn nha anh em. Hai cây rất là quái luôn. Xuống cây luôn các bạn. Rồi tiếp theo đến cặp số 10, cây đầu tiên dáng đổ. Hoành nó 17 và nó đổ được 40. Cái con thứ hai nè, con thứ hai thì cũng cao 40 luôn. Con này thì dáng bay, dáng thú. Hoành được 14 thôi, cho hai con lên luôn.
cặp này mà Zalo anh em 190k thôi cho hai con luôn cho anh em nhớ xem nè. 190 một cặp luôn nha anh em, 190 một cặp, bao sóng bao ship toàn quốc nha, lắc hơn kia cho anh em xem. Rồi mình xuống cây mình đến với dòng những dòng combo rẻ tiền như thường lệ nha anh em. Rồi đầu tiên chúng ta đến combo số 1, sử dụng combo nhỏ, cây nhỏ mình không có đo thông số mà mình sẽ quấn hào cho anh em xem thử cây thôi nha. Cây này thì hoành nó cấp khoảng 17 anh em. Đây cái hoành của nó 18 các bạn. Hoành 18 mà nó cao khoảng 40 hơn. Cây to, cây nhỏ trong cái cây nào cũng được 18 nha anh em. Bao nhiêu cây này? Cây này thì nó cũng khoảng 17 thôi. Nó sơ xích nè. Đây con thứ hai các bạn. Cây này mọc rễ. Rồi mình đưa lên con thứ ba luôn. Rồi đây là con thứ ba, hoành cũng khoảng 17 18. Cây là cái thứ ba nha anh em. Còn cây thứ tư nè, cây thứ tư hoành nhỏ hơn thôi. Móc cái thước đo cho anh em xem cây nhỏ nhất cây hoành được bao nhiêu. Cái con nhỏ nhất thì nó hoành cũng được 14 các bạn. Rồi 4 con. Rồi gom 4 con lại cho anh em dễ xem luôn. Đây là 4 con combo số 1 ạ. Cặp 4 con này mình giao luôn anh em 250 nha. 250 bao sóng bao ship toàn quốc nha anh em. Combo số 1. Rồi chúng ta đến combo số 2. Hoành của nó cũng dao động khoảng 13 cho đến 17 18 luôn. Và bên 17 18. Không có nhỏ hơn nha anh em. Cái đầu tiên này thì cái chiều cao nó cao hơn nè, còn mấy cái kia hơi thấp hơn chút xíu. Con thứ nhất nè. Con thứ hai. Con thứ hai dạng một rễ. Cái bộ này mình cũng giao luôn anh em 250 luôn, bao sóng bao ship toàn quốc nha. 250 4 cây nha anh em. Rồi đó, cái thứ ba nè. Cái thứ ba thì dáng nó khá là quái, con này hoành cho cũng khoảng 15 16. Con này bé nhất là con này khoảng 10 hoành 13 thôi nè. Rồi con thứ tư, mình sẽ gom 4 con lại cho anh em dễ xem luôn nha. Rồi đây là 4 con của combo số 2, 250 bao sóng bao ship toàn quốc nha anh em. Đây là bộ số 1 nè. Hai bộ này cũng tương đồng dáng với nhau nha anh em. Rồi mình kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em video tiếp theo.